cảm giác may mắn cuối tháng 6 âm lịch. Xin chào quý vị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong thủy Giá Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Giá Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, ai cũng mong muốn mình sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp, tìm được cơ hội để thay đổi cuộc đời. Tuy nhiên, tử vi học có nói, trời sinh mỗi người một số mệnh. Con người thường đến một giai đoạn nào đó thì mới được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Vì vậy, đối với những người chưa được gặp nhiều may mắn, chỉ cần tâm vững, mang trong mình một tinh thần lạc quan, yêu đời, thì tương lai tươi sáng vẫn đang chờ đợi bản mệnh ở phía trước. Xem tử vi 12 con giáp, các nhà tử vi học cho thấy rằng trong năm Tân Sửu 2021 này có nhiều con giáp phải đối mặt với sóng gió, thử thách. Bên cạnh đó cũng có những con giáp được nhiều may mắn, đặc biệt là những con giáp được nhắc đến trong chương trình ngày hôm nay. Những con giáp này sẽ nhận được lộc trời ban, làm gì cũng thuận lợi, vạn sự như ý, giàu có hơn người, tiền tiêu không hết đến cuối tháng 6 âm lịch sắp tới. Vậy đó là những con giáp nào? Họ sẽ nhận được may mắn gì trong những ngày cuối tháng 6 âm lịch? Mời quý vị hãy cùng kênh Phong thủy Giá Cát đi tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Giá Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Giá Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua bảo âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý vị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Đầu tiên là tuổi Mão. Trong thời điểm cuối tháng 6 âm lịch sắp tới, xin chúc mừng mệnh chủ tuổi Mão là con giáp đầu tiên được trời ban cho sự may mắn, sự nghiệp và tài vận hành thông thuận lợi, cuộc sống sung túc, đủ đầy. Tử vi cho thấy, những mệnh chủ tuổi Mão bước vào cuối tháng Ất Mùi gặp cục diện hợi, Mão, Mùi, hợp mộc cục. Tuy rằng cục diện thiếu mất hợi, nhưng mệnh chủ tuổi Mão vẫn gặp vượng đế tại Mão. Bản mệnh sẽ phải lao động hết sức thì mới có được thành công trong công việc. Nhưng phải chú ý khi vận trình bước sang thế suy thoái. Vòng trường sinh lâm quan còn mang điềm báo sẽ có nhiều cơ hội mới trong công việc đáng để tuổi Mão chờ đợi. Ngoài ra, mặt tài lộc thời gian này thăng tiến, vượng đế, lâm quan che chở, mệnh chủ tuổi Mão sẽ không cần phải quá lo lắng mặt tiền bạc. Tuy nhiên, chuyện tình cảm lại có điểm bị kẻ thứ ba phá hoại. Mệnh chủ tuổi Mão cần nghiên cứu kỹ vận trình. Nhìn chung sức khỏe tốt đẹp hơn, vợ chồng nhường nhịn lẫn nhau, bao dung cho nhau nên không có gì đáng ngại. Sau đây là vận trình chi tiết mệnh chủ tuổi Mão trong thời gian cuối tháng sắp tới. Về phương diện sự nghiệp, theo tử vi tháng 6 âm lịch, vận trình sự nghiệp cuối tháng của tuổi Mão được cục diện hợi, Mão, Mùi, tam hợp mộc cục vô cùng tốt đẹp. Mộc khí trường sinh tại hợi, vượng tại Mão và khố tại Mùi. Tức vận trình của bản mệnh sẽ phát triển vào giai đoạn rực rỡ, vượng khí nhất trong năm Mùi Thổ. Tuy nhiên, bản mệnh cần tỉnh táo trong sự thành công thì mới có thể chế ngự được vận trình đang lên. Vì sự thịnh vượng của quan hệ tam hợp đem tới những suy nghĩ hoang tưởng, không thực tế. Cộng thêm mệnh chủ tuổi Mão luôn nung nấu những kế hoạch khó mà thực hiện được. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình khẳng định mình của các công chức tuổi Mão. Ngoài ra, ất mộc lâm quan tại Mão, công việc bước vào thời khắc mới, chân trời mới. Lâm quan giống như một nho sĩ lần đầu dấn thân vào chốn quan trường. Có mệnh chủ sẽ muốn thoát khỏi công việc bàn giấy nhàm chán, lại có mệnh chủ muốn thay đổi trường hướng kinh doanh, nhưng nhất thiết phải suy nghĩ thật cẩn thận trong thời gian này. Về phương diện tài lộc, Mão mộc gặp Mùi Thổ, tỷ kiên xuất hiện kéo theo nhiều mối cạnh tranh đối với mệnh chủ. Mọi công việc làm ăn đều khiến bản mệnh gặp phải đối thủ cạnh tranh. Vì là người mới nên bản mệnh dễ dàng chịu đả kích mà đánh trống, bỏ rùi. Bên cạnh đó, ất mộc lộ tài vận tại Mão, nhưng phải có quan tước hỗ trợ thì mới cắt lợi. Tức mệnh chủ tuổi Mão phải có chút chức quyền mới gặp được tài vận, tài lộc tốt. Còn với người yên phận nhận lương hàng tháng thì sẽ không có nhiều thay đổi. Tử vi còn nói, vốn các mệnh chủ tuổi Mão là người có ý chí độc lập,
tự chủ vô cùng lớn, nên vận mệnh có nhiều sóng gió và đường tài lộc cũng vì vậy mà vất vả hơn. Ông bà ta có câu, có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần từ cho. Phần tiền bạc sẽ do bạn đem tới cho mình. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Vận trình tình cảm cuối tháng 6 âm lịch mệnh chủ tuổi Mão tốt đẹp, tràn trề năng mới. Quan hệ bán tam hợp với nguyện lệnh giúp mối nhân duyên của người độc thân dồi dào. Nhưng e rằng người độc thân có vận trình đào hoa không được tốt, vận trình lâm quan khiến bản mệnh sẽ phải vất vả và tìm kiếm nửa kia của mình. Người đã có gia đình thì có hy vọng hơn, tình cảm thuận lợi, vợ chồng thấu hiểu chăm sóc lẫn nhau. Nam mệnh thì cần bớt chút thời gian cho công việc, cùng vợ mình hẹn hò. Nữ mệnh thì nên quan tâm tới chồng, xử lý gọn gàng những vụn vặt đời sống. Về phương diện sức khỏe, vận trình sức khỏe của mệnh chủ tuổi Mão thời gian này sẽ chịu ảnh hưởng từ nhiều tình hình công việc. Sự nghiệp bước vào giai đoạn mới phát triển, bản mệnh dường như bị cuốn quá sâu khiến thể lực không đảm bảo. Lại thêm mộc âm tương tác thủ âm gây âm khí nặng nề. Âm chủ tĩnh, dương chủ nội. Khi dương khí yếu thế, con người trở nên trầm mặc, đa sầu, đa cảm. Cảm xúc này không lành mạnh cho bất kỳ cơ thể khỏe khoắn nào. Đồng thời, chứng dương hư còn ảnh hưởng trực tiếp tới tỳ vị và thận, khiến khả năng giữ ấm của cơ thể kém đi, lục phủ ngũ tạng vì thế cũng yếu ớt. Chính vì vậy, để mọi việc phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, mệnh chủ tuổi Mão hãy mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân. Từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Vòng còn giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ. Đồng thời vật phẩm sẽ giúp tuổi Mão tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành. Đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy gia cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Mão để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, tuổi Mùi. Xin chúc mừng tuổi Mùi là con giáp cuối cùng gặp may mắn, được thần tài quý nhân chiếu cố trong thời điểm cuối tháng 6 âm lịch sắp tới. Xem tử vi tháng 6 âm lịch cho thấy, những mệnh chủ tuổi Mùi bước vào cuối tháng Ất Mùi, vận trình có tỷ kiên song hành. Vì Mùi tàng nhiều cát thần nên bản mệnh không phải lo lắng quá nhiều. Trong quan hệ địa chi tự hình thì đây là hung vận nhẹ nhất. Công việc thời gian này có bạn bè thân cận giúp đỡ. Như mệnh chủ tuổi Mùi mà làm ăn với anh em họ hàng thì sẽ không được cắt lợi. Ngoài ra trong mặt tình cảm, thất sát tàng mệnh gặp tỷ kiên gây vượng vận duyên cho nữ mệnh tuổi Mùi. Vậy nên như duyên với chồng hoặc người yêu không được tốt. Mặt tài lộc cũng gặp phải ấn tinh tự hình nên chủ bần cùng vất vả. Tuy nhiên quan hệ xã giao lại thuận lợi nên đường chính tài bản mệnh sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Cụ thể trên các phương diện như sau. Về phương diện sự nghiệp, Mùi thổ tự hình nên thiên ấn tọa tỷ kiên. Dù bản mệnh thân yếu hay mạnh thì thiên ấn tỷ kiên vẫn có thể giúp đỡ, vận trình thiên về hướng cát tường. Trong công việc, bản mệnh luôn có bạn bè sát cánh, nhưng vì thiên ấn tỷ kiên nên sự nâng đỡ của mọi người xung quanh lại mang chút vô tình. Khó khăn dù được hóa giải rắc rối nhưng lại chỉ mang tính chất tham khảo. Quý nhân bạn bè dù có lòng nhưng lực bất tòng tâm, không thể trực tiếp đứng ra giúp bản mệnh bình an vô sự. Bên cạnh đó, bản mệnh cần chú ý hoa cái tọa hình xung. Công việc gặp nhiều biến động, có thể bản mệnh sẽ nhận được nhiệm vụ mới, kiêm nhiệm thêm chức vụ mới. Hơn nữa, vì tỷ kiên vẫn mang chiều hướng xấu, nên bản mệnh còn bị chỉ trích vì sai lầm trong công việc, khiến tinh thần còn không được thoải mái như trước. Về phương diện tài lộc, tử vi cuối tháng cho thấy, vận trình tài lộc mệnh chủ tuổi Mùi có Ất Mộc, tàng thiên ấn, gặp phải tỷ kiên, chủ về nghèo đói. Vận tiền bạc của tuổi Mùi không phát triển, điều hướng chi tiêu nhiều nên cuối tháng thường khó khăn. May nhờ thiên ấn che chở, tạo quan hệ làm việc tốt nên những mệnh chủ làm việc văn phòng không có vấn đề về tài vận. Ngoài ra, Ất Mộc lâm sưỡng tại Mùi cho thấy mệnh chủ còn trẻ được nhờ vả tiền bạc vào phụ huynh. Vì đại vận sưỡng biểu hiện cho việc thừa kế gia sản, tình cảm cha mẹ nồng hậu, có thể trông cậy vào cha mẹ. Về phương diện tình cảm, gia đạo,
Tử vi cuối tháng 6 âm lịch cho thấy chuyện tình cảm mệnh chủ tuổi Mùi gặp ngay quả túc tinh hỏa mệnh. Cho thấy bản mệnh thiếu thốn khả năng giao tiếp cá nhân, tình nghĩa anh em bèo bọt. Như vậy, bản mệnh sẽ phải chịu nhiều cô đơn trong căn nhà của mình. Thực ra, bản mệnh không cần phải miễn cưỡng theo đuổi các mối quan hệ trong xã hội, càng không cần cố gắng đến gần với đám đông. Bản mệnh chỉ cần nuôi dưỡng cá tính độc lập, tự chủ thì vận trình sẽ bình an vô sự. Về phương diện sức khỏe, tháng Ất Mùi, hai thổ tự hình vượng vận thủy khí hư hao gây tổn thương cho thận. Vì phổi chủ hành thủy điều tiết, lưu thông căn khí hô hấp. Thận cũng hành thủy là căn gốc của khí, nên khi thủy khí hư hao thì thận khí không được nạp đầy, gây chứng thở ngắn, khó thở, vận động yếu, khá mệt mỏi. Nếu để chứng thận không nạp khí diễn ra lâu ngày, chân tay sẽ mềm yếu, hay ra mồ hôi, giọng nói yếu ớt, mệt trầm và yếu rất nguy hiểm. Để phòng tránh, bản mệnh nên hạn chế rượu bia, thuốc lá, ăn nhiều đồ thanh đạm. Thường ngày nên điều tiết tâm lý, tránh những kích thích không cần thiết. Bên cạnh đó, để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc, hành thông, sự nghiệp tiến triển tốt, Thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Mùi hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, Bát Bảo, Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó, pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ như tấm bùa hộ thân, bảo vệ, tương trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm Tân Sửu. Đặc biệt, vật phẩm đã được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem nghề sử dụng để có thể mang lại tác dụng tốt nhất cho các mệnh chủ tuổi Mùi. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ với mọi người về tử vi của hai con giáp may mắn vào cuối tháng 6 âm lịch. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm, theo dõi chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.